Hello, đây là chuyến du lịch hậu Covid đầu tiên của mình. Phiêu dạt xuống miền Nam nước Pháp, bọn mình sẽ chụp ảnh ở những cánh đồng hoa oải hương, dạo chơi ở Marseille, tắm biển ở Cassis và đi thăm những người bạn ở Saint-Jean-du-Pont. Sáng ngày khởi hành, các phi hành gia phải dậy từ 4:30 để kịp bắt tàu từ Paris đi Aix-en-Provence. Độ tuổi, profile và giới tính của các thành viên cũng rất đa dạng. Họ là ai? Đây là Mark. Quên chưa mang khẩu trang. Tôi biết ngay mà, là tôi sẽ quên cái gì đấy rồi. Đến trưa thì bọn mình đã đặt chân xuống X, thuê một chiếc xe 7 chỗ số tự động và đi thẳng đến Valençon nghỉ trưa trước khi đi khám phá những cánh đồng hoa oải hương quanh đây. Tuy nhiên, khi còn chưa vào tới thị trấn, những tay máy liên tục bấm chụp, bấm quay vì không cưỡng lại nổi vẻ đẹp tuyệt mỹ của những cánh đồng oải hương tím lịm hai bên đường. Valençon là một thị xã nhỏ xinh ở vùng đông nam Pháp. Dân số ở đây chỉ khoảng hơn 3.000 người. Có lẽ công việc chính của họ là trồng trọt, buôn bán đồ nông nghiệp và thủ công, trong đó có những sản phẩm làm từ hoa oải hương. Sau khoảng thời gian vất vả tìm chỗ đỗ xe, quay xe và tìm nhà hàng còn chỗ trống, thì bọn mình cũng đã được ăn trưa. Mình thì chọn ăn salad cho nó mát, đỡ háo nước và cho nó nhẹ bụng nữa, chụp ảnh đỡ bị lộ bụng to. Chỗ này có cái cây xanh ở ngoài mà chụp hắt vào nữa thì thôi, đúng catalo ở đây. Catalo mà đi khám mắt đi nhìn. Xe bọn mình vẫn miệt mài lăn bánh, để rồi những tâm hồn ngồi sau chìm vào giấc trưa, thổn thức thả hồn vào những cảnh non biếc ấy. Sau đó thì bọn mình đã bỏ ra 15 phút cuộc đời ở đây để chứng kiến một cảnh giải cứu có người bị tai nạn như kiểu là bị rơi xuống vực. Và sau đó có một chiếc trực thăng đến cứu, cảnh rất là đẹp. Installe vào căn nhà rất là rộng. La mer.
4 alors Apu comme à Valami. Mets-moi un mélange, garde le reste et l'ami. Disserre les craquettes de la chapelle. J'y réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. T'es qu'un client, allez, Nacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi j't'ai remonté. J'suis dans le bloc, Docti E caché dans le froc, froc. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac, bac. Cassis là một thành phố biển nằm ở gần Marseille. Bây giờ thì nó chuyên để dành cho du lịch. Nó có một bãi biển nhỏ xinh, một cái cảng nhỏ xinh gần giống như Marseille nhưng mà nhỏ hơn. Bọn mình thì thấy Cassis cực kỳ dễ thương, nó giống như là Hội An thu nhỏ ở Việt Nam ấy. Mấy cái khu phố mua sắm này, rồi chợ, rồi có bãi biển. Và cái gì nó cũng nhỏ xinh, nói chung là bọn mình rất thích. Sau những phút giây summer vibe với biển cả thì bọn mình loanh quanh buổi chiều để ăn uống, ăn kem và đi dạo, sau đó trở về Marseille. Buổi tối thì bọn mình đã ăn ở một nhà hàng tên là Khải Hoàn. Cơm của Tít bỏ bún sau khi một phở. Bạn kia một cái luôn. Bác ơi, vào trong chị. Tất cả mọi người. Alex, Alex,
Quán này thì chủ yếu là bán cho Tây nên là món ăn thì vị nó không giống như món của Việt Nam lắm, nhưng mà chị chủ quán thì rất là dễ thương và cho bọn mình ăn rất là nhiều và buôn chuyện cũng rất là nhiều luôn. Sau đó thì bọn mình đã đi làm nhiệm vụ giải cứu cho Trà, thành viên thứ 8 của cả nhà, đang ở Marseille và đang vướng vào những cuộc vui xa đọa không bờ kết. Để quãng đường 2 km lên đồi không quá mệt mỏi thì các chú tiểu đã nghĩ ra cách đi bộ rất là đặc biệt để trông như là đi xuống đồi ấy. Sau khi xuống đồi, bọn mình nhanh chóng ăn trưa, trả phòng để lên tàu đi Nîmes mà không biết rằng một biến cố lớn sắp xảy ra. Sau khi hoàn thành cuộc chạy đua với thời gian, bọn mình đi tới thành phố Alès. Từ đây bọn mình được Gigi và Jérôme, bạn của công tử nghèo tức là Cường, đưa tới nhà của họ để dùng bữa tối. Đây là một đôi tình nhân khăng khít đã được trên 20 năm và họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Ngôi nhà của họ nằm trên thung lũng Saint-Jean-du-Pont. Đây là một ngôi nhà đặc biệt vì được xây dựng bằng chính đôi tay và chất xám của Gigi và Jérôme. Từng chi tiết của ngôi nhà và khu vườn vì thế chứa đựng rất là nhiều kỷ niệm và trải nghiệm của họ trong suốt 10 năm thi công. Ngôi nhà thể hiện rõ phong cách sống của chủ nhân của nó, đó là tận hưởng cuộc sống mà họ đang có. Sau khi được dẫn đi một vòng tham quan ngôi nhà và được tắm gần jacuzzi thì bọn mình được tham dự bữa tiệc cuối tuần của họ, bắt đầu bằng một bữa tiệc rượu khai vị, tiếp nối là món paella truyền thống của Tây Ban Nha. Thank you.
Sau một đêm say nhậu nhẹt tưng bừng thì bọn mình dành ngày cuối cùng chỉ để chill và di chuyển. Bọn mình sẽ ăn sáng trong khách sạn, sau đó Jerome sẽ dẫn ra ga để đi về Nîmes. Và ở Nîmes thì mình sẽ chơi một tí thôi trước khi mà bắt đầu về lại Paris. Sau đó bọn mình phải đổi tàu ở một cái ga hẻo lánh chẳng có gì để chơi cả, cho nên là đã chơi Uno suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tìm ra đội thua, đó là đội phải mời cà phê. Sau đó thì chuyến đi cũng đã đến hồi kết rồi, tàu TGV chuẩn bị đưa chúng mình về đến Paris yêu dấu, trở lại với cuộc sống thường ngày